Hello mọi người, nhất là những người anh sinh năm 1968 có tuổi Mậu Thân. Đây là video clip em làm về tử vi phong thủy của tuổi Mậu Thân đối với năm Mậu Tuất 2018 và vận hạn 6 tháng đầu năm của cái tử vi này một cách rõ ràng nhất. Nếu như mọi người thấy hay thì nhớ xin bấm like và chia sẻ ha. Mọi người sẽ đón nhận những cái tuổi của mình hoặc là tuổi của người thân qua những cái video clip về tử vi phong thủy cũng nghiên cứu của bản thân em. Đầu tiên hết thì người tử vi của năm 2018 đối với người Mậu Thân 1968 năm mạng thì năm người này thì mạng thì đó là đất trạch thổ, đất nhà lớn ha. Năm 2018 Mậu Tuất thì có là sao Vân Hớn. Sao Vân Hớn thì rối rắm, nạn tai. Hạn thì là thiên la, tinh thần bất an. Vận niên thì mã ngộ đau, ngựa trúng thương, xấu. Thiên can, mậu gặp mậu, cùng hàng thì có lợi. Cùng hành thì có lợi ha. Địa chi thân gặp tuất là cùng hàng luôn, mình thuận lợi. Mình có những cái điều thuận lợi riêng cho. Như vậy chúng ta sẽ có nè, sao Vân Hớn không tốt, hạn thiên la không tốt, rồi vận niên cũng không tốt. Tuy nhiên chắc có thiên can và địa chi cùng hàng cho nên là khá là êm ả. Thì như đã nói á, là quý anh người Mậu Thân ấy, thì là như vậy, là người có can sinh chi. Chữ mậu sinh chữ thân ha. Mậu sinh chi. Tiền á, thì gọi là tuồng tiền của thì dễ tạo, cuộc sống được nhiều xuôi thuận về mặt tài lộc công danh, nhưng đường tình duyên thì không ít rối rắm vì vốn tính là trăng hoa ha. Người Mậu Thân thì vốn tính là trăng hoa từ xưa rồi, các chị nào có các anh là Mậu Thân thì rất là rành ha. Là người thường là thông sáng khôn ngoan, rất là có nhiều tài, ham học hỏi nhưng mau chán cả về công việc cũng như ham muốn trên đường đời, nên là có nhiều đổi thay. Ngoại trừ những quý anh sanh vào ban đêm của hai mùa thu và đông được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió biển đời, còn lại là phải vất vả thăng trầm tha hương lập nghiệp. Tiền bạc thì không thiếu nhưng nặng gánh về tình duyên, rắc rối phân ly, có người thất vọng muốn nương thân vào chốn thiền môn thanh tịnh. Người này ha, coi như là nếu mà như vậy thì năm nay là những cái anh chị này đã đi vào hậu vận của anh này, đã đi hậu vận, đa phần sóng gió thì đã trải qua rất là nhiều rồi, gọi là tạm yên ổn, nên giảm bớt ham muốn lại ha. Đổi thay sự nghiệp tăng dần theo tuổi tác, càng lớn tuổi càng sung túc thì ăn nhàn. Đó là những người tuổi Thân ha. Những người tuổi Thân vốn dĩ là rất là giỏi, nhưng mà ngược lại thì giỏi thì người có tài thì sẽ có tật. Đó là những cái gì mà đấy. Đối với đường công danh sự nghiệp của năm 2018, năm nay là quý anh gặp sao Vân Hớn chiếu mạng nè, công việc làm ăn thì rối rắm, tiền bạc thì tiêu hao, bản thân thì dễ bị tai nạn. Sao Vân Hớn thì vốn dĩ là thuộc hành hỏa, đối với quý anh nắm mạng thổ là tương sinh nên cũng sẽ đỡ hơn phần nào. Tự nhiên hỏa mà mình tương sinh với hạn là thiên la thì tinh thần thì bất an, nhiều việc phải giải quyết, khó được yên ổn, bất lợi cho sức khỏe, coi chừng tai nạn ha. Cũng là vận niên là mã ngộ đau, tức là ngựa bị thương đó, công việc làm ăn cũng như là giao tiếp thường bị thua thiệt. Nhờ bản tính hiền lành mà khôn ngoan giảo hoạt, người tuổi Thân rất giảo hoạt, biết cương nhu nên cũng giảm nhẹ thiệt hại được khá nhiều. Đó là những gì mà của người nam. Về tứ trụ á thì phải nói rồi là năm nay á, là nếu mà xét về tứ trụ là thiên thuận địa hòa, công việc làm ăn thì tương đối an ổn, có người giúp đỡ khi khó khăn, gia đình sức khỏe tương đối bình an. Đó là về tứ trụ ha. Nếu mà phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành để luận giải thì năm nay can mậu thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái trùy, hỏa vận thái quá, đối với quý anh mạng thổ có phần lợi ích về sức khỏe lẫn tài lộc. Tuy nhiên sao hạn, vận thế, vận niên đều là xấu, yếu kém thì cuộc sống khó khăn, công danh gia đạo rối rắm, có thể xảy ra những việc chẳng lành như tranh chấp, tai nạn, khiến cuộc sống thêm căng thẳng,
cần giữ tâm mình an lành, ha, ý thiện, gọi là năm nay gọi là an phận thủ thường, mới có thể hóa giải các chướng ngại bên ngoài và cả bên trong. Có thể nói đây là năm không có tốt lành gì với các quý âm tuổi này. Còn xét về mặt tử vi, tiểu vận đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có thể chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Tuy nhiên là chúng ta đang ở trong đại vận từ 10 năm, tức là từ năm 42 đến năm 51 tuổi, có lộc, quyền, công danh, sự nghiệp vượng tăng. Cho dù năm nay là tiểu vận rơi vào năm xấu, ha, tức là mình đang ở trong cái đại vận phát triển của 10 năm, nhưng mà có rơi vào cái năm nay năm xấu, thì nhưng là được ảnh hưởng tốt của đại vận thì sẽ được giảm phần khó khăn rất là nhiều và sẽ có những cái tốt lành riêng, ha. Cung hạn của quý anh á, thì năm nay có Long Đức, Thiên Đức, Thiên Quan, Thiên Phúc là những quý tinh mang lại may mắn, cho nên dù gặp khó khăn cũng được, cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ và vượt qua được cái những cái tai nạn. Công danh tài lộc thì nhiều thuận lợi, với quan phù quan đới thì nên cẩn thận hồ sơ giấy tờ và tránh gây gổ tranh chấp để có thể phải ra tòa hầu công an, ha, cho việc làm ăn. Cho nên là có quan phù quan đới thì cẩn thận, ha. Tiểu hao thì nằm ở trong cư hạn, nếu không xa nhà đổi chỗ ở thì cũng bị hao tổn tiền bạc, thất thoát, cẩn trọng bị lừa gạt hay sang đọc tiền bạc, nhớ nha, cẩn thận ha. Năm nay là các anh có ra tiền thì phải coi xét cho kỹ chứ không nó lừa. Cung mệnh thì có tăng môn, địa trì, địa tán, cuộc sống thì như đã nói là như trên nó có hạn rồi, hạn thiên ba rồi, thì cuộc sống gặp rối nhiều, rối đen nè, bất lợi, bản thân cũng dễ bị bệnh nặng, gây trở ngại cho công việc làm ăn. Mệnh có các sao này nên cẩn thận mọi việc, đừng cái xử sự cứng nhắc quá, tức là mình phải mềm dẻo, như mấy anh nói là mình ở trên là tính mình phải mềm dẻo một chút xíu, cho nên là có những cái sao hạn này trong mệnh thì mình đừng ha, dễ bất sinh bất lợi mà cần uyển chuyển, tốt nhất nên chịu thiệt một ít để yên thân. Năm nay mà lỡ có gì có tranh chấp mình chịu thiệt một chút xíu đi để cho nó yên cái thân của mình. Như vậy phối hợp giữa ngũ hành và tử vi thì năm nay cuộc sống sẽ có nhiều biến động, công việc làm ăn gần như không có thể phát triển lớn được, chỉ có giữ nguyên hiện trạng cũ trong cái năm Dậu đưa qua. Nhưng tinh thần có phần căng thẳng, toan tính thì nhiều, vận niên mã ngộ đau, tức là người bị thương đó, càng tăng phần nguy hiểm, có thể gánh lấy hậu quả xấu khó lường. Dù vậy là quý anh cũng được nhiều phúc tinh tạo điều kiện thuận lợi để vượt qua khó khăn, nhưng bản thân cần phải góp phần giảm bớt các cái khó khăn này bằng cái cách là đi chùa cúng bái, làm việc thiện đó, ha. Tức là sống thiện hơn để có cái phước đức mà làm ăn. Đây là tóm lại, đây là một năm rất là khó khăn đối với quý anh tuổi Mậu Thân, nam mạng, ha. Tình duyên và gia đạo của người Mậu Thân nam mạng đối với năm 2018, năm nay gặp hạn thiên la nên tinh thần vướng bận âu lo, dễ sinh rối rắm về tình cảm, thêm vân hớn chiếu mạng thì gia đạo có nhiều chuyện phiền toái bất an. Tử vi có hao kỵ tuế, gia đình thì chắc chắn có người ốm đau, hao tốn tiền bạc, vợ chồng dễ sinh bất hòa, không khéo sẽ có chia ly. Hạn thì có điếu khách, tiểu hao, câu hội, nên hạn chế các cuộc vui chơi sao đó, nhất là cờ bạc đỏ đen. Năm nay cờ bạc bao nhiêu đó, là mất bấy nhiêu chứ không được đồng nào, dễ rơi vào tình trạng mà cháy túi, ha. Cho nên là các anh cẩn thận, ha. Năm nay là chơi là thua. Với Long Mã, Long Hỷ, ha, sẽ có chuyến đi xa hay nhà cửa có thể thay đổi, gia đình thì có thêm thành viên mới, có thể có thêm thành viên mới như con cái nè, dâu rể hoặc cháu chắt. Đồng thời với tang điếu tuế, gia đình có người thân bị tai nạn hay có tin buồn, đặt cẩn thận nhất là những bậc trưởng bối. Quan hệ bạn bè cũng có nhiều bất lợi, dễ sinh cãi cọ thù oán, nếu không thì cũng bị tốn hao thua thiệt về tiền bạc, cho nên là trong giao tiếp của bạn bè thật sự nó cũng không tốt lành gì. Đối với quý anh độc thân mà hoặc ly thân năm nay có nhiều rối rắm, quan hệ tình cảm thì phức tạp, khó định lượng, nhiều xung động,
bị tai tiếng thì phi, hạnh phúc có thì ít mà muộn phiền nó thì nhiều. Nếu có ý trung nhân muốn lập gia đình, tuy năm nay không phải là năm đại cát đại lợi nhưng mà vẫn có thể cưới hỏi cưới sinh. Sức khỏe thì đối với người này thì do là người can sinh chi khá tốt, thì chỉ ốm đau hoặc là cái hạn thiên la chỉ có đem lại cái chuyện bệnh đặc vật thôi, nhưng do sao hạn không hay cần phòng tránh tai nạn là chủ yếu ha. Dễ bị tổn thương rối loạn tinh thần, lái xe cẩn thận. Bổn mạng năm nay nói chung là yếu nhưng mà không nguy, tức là có yếu có say sát nhưng không chết đâu, yên tâm năm nay không có chết ha. Rồi đó là cái vận niên của tổng thể của cái năm nay chúng ta như vậy ha. Thì bây giờ em sẽ xét trong 6 tháng đầu năm cho các anh mậu thân xem như thế nào. Đầu tiên hết đó là mình phải nói tới tháng giêng của năm Mậu Tuất của 2018. Thì năm nay là tháng giêng là tháng Giáp Dần, tháng Thủy. Mệnh á là mình mệnh Thổ, người của mình là mệnh Thổ, mà Thổ thì nó sẽ khắc Thủy, bổn mạng tương khắc, đôi lúc sẽ gặp khó khăn về sức khỏe, bổn mạng mình nó hơi bị khó chịu một chút, nhưng mà bổn mạng mình tương khắc với lại tháng cho nên là mình cũng có thể gọi là vượt qua an toàn. Thiên can á giáp á thì khắc Mậu, vậy là thiên can của tháng khắc cái thiên can của mình, của tuổi, chủ sự rắc rối khó khăn trong công việc. Tháng này mà đỏ đen thì chỉ có thua và thua mà thôi. Tháng này là tháng giêng ha, tháng ăn chơi mà thiên can bị khắc đó, bổn mạng thì cũng tương khắc, thì cho nên là coi chừng ha. Dần thân là lục xung, dần thân tỵ hợi, dần thân là lục xung, dần nó lục xung với thân, chỉ mọi sự xung khắc làm ăn cực kỳ khó khăn, gây gỗ và va chạm trong gia đình. Thì là tóm lại tháng giêng là tháng cực kỳ không tốt cho quý anh tuổi Mậu Thân. Với cả ba mệnh thiên can địa chi gặp tương khắc, do vậy cần cẩn trọng trong mọi điều xấu có thể xảy ra, là nhất là cãi vã trong gia đình. Tháng giêng là nói chung là cái tháng ăn chơi ha, dễ có chuyện cờ bạc, nên cẩn thận nếu không muốn trắng tay. Thì thật sự mà nói là cả ba cái như vậy nó xấu ồm, mà cái tháng cái vận niên của mình là không tốt rồi, cái tổng thể của vận niên của mình là gặp nhiều khó khăn rồi, cái tháng thì nó xấu ồm luôn. Cầm lá bài lên chỉ bù người ta một nút mình cười kha kha dở ra mình bù bắt kiểu như vậy ha. Cho nên là đừng có trách tại sao là tháng này mình muốn bài chỉ có thua hơn là thôi, tốt nhất không muốn bài, dắt vợ con đi xa xôi chơi bời, đi du lịch, vừa có hiếu với vợ mà vừa gọi là đỡ tốn tiền. Muốn bài ở nhà thua xong rồi mệt ốc làm ăn không nổi, mới đầu năm vô thua mà một đống tiền hết sức làm rồi. Thấy không? Một cái tháng giêng vô rồi cực kỳ xấu rồi, để xem nó tháng 2 nó như nào. Tháng 2 là tháng Ất Mão, cũng là một tháng Thủy, thì chúng ta mệnh là Thổ khắc Thủy, bản mệnh tương khắc, tháng sẽ gặp đôi chút không tốt về bổn mạng. Mậu với Ất là tự chủ hòa bình, thiên can đó, Mậu với Ất là tự chủ hòa bình, không xung không hợp. Thân với Mão cũng vậy, tự chủ hòa bình, không xung không hợp. Vậy thì tháng 2 rõ ràng là chúng ta sẽ đỡ hơn rất là nhiều, đúng không? Chỉ có cái mệnh là tương khắc thôi. Tháng 2 là tháng tương đối nhẹ nhàng hơn cho quý anh, vì chỉ có mệnh là bị tương khắc, Thổ khắc Thủy, còn lại thiên can và địa chi thì không xung cũng không hợp. Có được sự yên ổn nhẹ nhàng trong công việc, có một cái khởi đầu khá tốt, tình cảm gia đình và xã hội nó cũng là một cái khởi đầu. Có nghĩa là tháng giêng là tháng ăn chơi, đúng theo cái kiểu của người miền Nam, người miền Bắc ha. Hoặc là người miền Nam thì nữa, tháng giêng cũng làm chả có ra một gì, thì bắt đầu qua tháng 2 chúng ta có một cái khởi đầu khá thuận lợi. Chỉ có một cái chút xíu là bổn mệnh của chúng ta tương khắc tháng, thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó chịu trong sức khỏe một chút, có thể là ho hen hay là nhức đầu sổ mũi gì đó thôi, nhẹ nhàng thôi, thì vì bản mệnh mình tương khắc nó mà, nó không phải là bản mệnh tháng khắc mình ha. Rồi đó là một cái tháng 2 khởi đầu ok. Đến tháng 3 tức là tháng Bính Thìn, tháng Thổ, thì tháng 3 này là mệnh Thổ luôn, thì Thổ với Thổ của chúng ta là đồng hàng, sức khỏe ổn và bổn mạng cũng sẽ tốt hơn, được hửng sáng hơn ha. Sau tới tháng 1 qua xấu thì tới tháng 2 đỡ, tháng 3 hửng sáng hơn rõ ràng. Mậu với Bính thì cũng không xung cũng không hợp,
sẽ có được sự yên ổn và thuận lợi trong công việc ở từ cái tháng tháng 2 nó đưa sang nữa, là một cái cánh lên chúng ta. Địa chi á, thân và thìn nó là thuộc tam hợp thân tí thìn, mà tháng tam hợp sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống, đưa đến nhất là tình cảm và công việc dễ thành công. Rõ ràng vậy chúng ta ngon rồi. Mệnh thì đồng hàng, thiên can không tương khắc, địa chi thì tam hợp. Như vậy đối với như vậy tháng 3 đối với quý anh đó là một tháng có thể nói là đầy những may mắn và nhiều cơ hội tiền tài, bởi là tháng tam hợp thiếu âm. Về địa chi và mệnh thì đồng hàng thổ, bên cạnh đồng hàng thổ mà chúng ta có đồng hàng thổ mà mậu, chữ mậu của chúng ta là hỏa, mà hỏa sinh thổ, càng thổ nhiều thì đó nó sẽ có hơn. Bên cạnh đó thiên can thì lại không có hại, không có hình, không có xung gì khác hết, là một lợi thế cho thương thảo và ký kết hợp đồng của tháng này. Tháng này cũng là triển khai ký kết hợp đồng và triển khai những cái dự án lớn, những cái công ăn việc làm thì nó quả nhiên rất là thành công, rất là tốt đẹp, vì nó khắc thuận cho chúng ta ở trong tháng này ha. Có thân tí thìn, mệnh thì đồng hàng, thiên can thì ổn xứ mọi thứ, thì như vậy mà nói thì đây là một tháng tốt, quá tốt luôn á, chứ không phải là tốt nữa. Nếu mình có thể nói là chắc là tháng sau, trong 6 tháng đầu năm là tháng 3 là tốt nhất. Đến tháng 4, tháng 4 thì là tháng đinh tỵ, cũng là tháng thổ luôn. Thổ với thổ thì cùng hàng, sức khỏe và bụng mạng sẽ tốt, như cũng như ở trên ghê. Mậu và đinh thì không xung cũng không hợp, yên ổn và thuận lợi. Tuy nhiên là địa chi thân với tỵ dần thân tỵ, thân tỵ chúng là lục xung, chủ về sự xung khắc rối rắm trong nhiều thứ, dễ xảy ra tranh cãi trong cuộc sống và nhất là công việc, gặp sự cạnh tranh phá quấy. Chúng ta được hưởng cái tháng ba rất là tốt, thì dĩ nhiên cái phần mình làm ăn tốt, có những hợp đồng lớn thì đối thủ nó cạnh tranh, nó sẽ phá, nhảy vô nó phá là chuyện rất là bình thường. Cho thể nó nói là qua một cái tháng 3 có nhiều may mắn, quý anh sẽ phải đón nhận cái một cái tháng 4 đầy những bất trắc và khó khăn, bởi đây là một tháng lục xung thân tỵ. Cho dù mệnh được đồng hàng thổ thiên can thì không xung song khung không khắc hay tương hợp, nhưng sự xung khắc cũng không không được giảm đi bớt, bởi tháng xung, tháng lục xung mang lại cần để ý các giấy tờ ký tá nếu không muốn đến công đường. Cho nên là mà nói là tháng này nó sẽ có những cái rắc rối của công việc sẽ mang lại cho chúng ta, thì vậy là tháng lục xung, mà tháng lục xung thì nó xung nhiều thứ lắm, chứ không là gia đình có, sự nghiệp có, và thậm chí là tiền bạc. Cho nên là tháng tư cần để ý về cái chuyện làm ăn nhiều hơn, còn sức khỏe thì không có. Rồi đến tháng 5, tháng 5 này chúng ta thì có là tháng mậu ngọ, tháng 5 là tháng mậu ngọ. Thì tháng 5 thì là như thế này, mệnh của chúng ta tháng 5 là tháng hỏa, mệnh của chúng ta là mệnh thổ, mà hỏa thì sinh thổ, mệnh của tháng tương sinh bản mệnh, một dấu hiệu tốt cho sức khỏe, tốt cho nhiều thứ rất là ok. Tại vì mình nói là sao hàng của bản mệnh mình nó sáng lên thì mọi thứ nó sẽ rất là ok. Thiên can á thì cùng hàng mậu, thuộc thổ, mà nhiều thổ thì thành núi, rất tốt cho làm ăn và ký kết các hợp đồng giao kèo. Tháng 4 chúng ta có gặp rắc rối thiệt, mà tháng 5 chúng ta ok ha, nghe thấy đã ha. Địa chi thân và ngọ thì tự chủ hòa bình, không hình không hại nhau, cũng không tương hợp. Vậy là tháng 5 đối với quý anh á mà tuổi Mậu Thân này á thì mọi việc thuận lợi sẽ đến dồn dập, bởi đây là tháng tương sinh về bản mệnh hỏa sinh thổ, mà bổn mạng sang bổn mạng gọi là sinh nhập là tốt cho sức khỏe nè, thì công việc cũng được hanh thông nè. Bên cạnh đó còn có được thêm tương trợ từ thiên can mậu cùng hàng thổ ha, được cùng hàng thổ nữa rất là tốt, sẽ làm tăng thêm cho quý anh này, nhiều tài lộc nè ha, phát sinh nè. Địa chi thì không xung không hợp là điều thuận lợi cho tháng hơn trong gia đạo. Tóm lại tháng 5 có thể được tài vận sung mãn, hạnh phúc và vui vẻ cho quý anh. Ngon ha. Tháng 5 tính ra là hồi nãy mình tưởng tháng 3 ngon, nhưng mà thật sự là tháng 5 còn ngon hơn nữa. Tuy rằng nó không được tam hợp, nhưng mà tháng này là tháng cùng hàng thổ của thiên can,
cùng hàng mậu, chữ mậu mà cùng hành thổ, cho nên là nhiều thổ thì xem thêm thành núi ha. Rồi như vậy mà nói thì tháng 5 quả là tháng rất là may mắn, hy vọng rằng tháng 6 nó cũng là tháng mùi, mà tháng mùi là tháng cũng là tháng hỏa, thì nó sẽ đem được cái nhiều thứ hơn. Rồi đến tháng 6 là tháng mùi, tháng hỏa luôn, thì hỏa sinh thổ cũng như ở trên, mệnh tương tháng tương sinh cho bản mệnh là một dấu hiệu tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Mậu và kỷ thì không xung cũng không hợp, có được sự yên ổn và thuận lợi. Địa chi thân mùi cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình không hại không gì hết. Như vậy là tiếp nối những thuận lợi may mắn trong tháng 5, thì tháng 6 này quý anh là tuổi Mậu Thân 1968 là tiếp tục cái công việc tốt của tháng 5 sẽ được duy trì ổn định. Với bản mệnh là được tương sinh hỏa sinh thổ, còn địa chi và thiên can thì không xung hay khắc hay tương hợp. Có thể nói tháng 6 sẽ là thêm một tháng êm đềm và thậm chí còn có nhiều tiền tài hơn là cho quý anh. Tự nhiên tháng 5 mà mình ổn rồi mọi thứ thì tháng 6 mình thu lại tài lộc tốt. Như vậy mà có thể nói thì với vận hạn và tử vi của quý anh cả năm mình cò, và cái vận hạn 6 tháng đầu năm thì chúng ta chỉ nên cẩn thận nhất vẫn là tháng giêng ha, nó quá xấu cho nên là chúng ta đừng có đụng chạm vào đỏ đen. Và hơn nữa đó là tháng tháng tư ha, tháng tư thuộc có địa chi là lục xung cho nên là nó không tốt. Như vậy là có thể nói là tháng 6 tháng đầu năm là một chuỗi những cái sự thuận lợi rất là nhiều cho các anh trong công việc làm ăn. Tuy rằng nó là như đã nói là mình thuộc vận niên năm nay, vận hạn vận niên đó là thuộc sao xấu, nhưng mà mình đang có trong đại vận, tức là đại vận 10 năm mình làm ăn phát triển đó, cho nên là nó sẽ bao được, hy vọng nó sẽ vượt qua cái năm này khó khăn này. Với những cái tháng, những cái bên trong chúng ta có cái vận niên không tốt thật, nhưng mà cái tháng ở bên trong chúng ta khác về địa chi, sắc về nhiều mặt thì chúng ta có được những cái thuận lợi riêng, thì hy vọng nó sẽ đem đến những cái thành công trong 6 tháng đầu năm trong quý anh rất là tốt này, có nhiều cái thuận lợi. Và nếu như là như vậy thì thật sự là chúc mừng các quý anh sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân. Trên đây là những cái nghiên cứu ha, và của bản thân em về tử vi của người Mậu Thân nam 1968 cho năm 2018 và vận hạn 6 tháng đầu năm của họ. Chúc là mọi người xem video có được những cái kiến thức, có những cái thông tin cần thiết để mình đầu tư làm ăn cho nó thuận buồm xuôi gió, sinh ra nhiều tài lộc ha, có thể có tiền tài nhà cửa xe hơi mọi thứ. Nếu như mọi người thấy hay thì xin bấm like và chia sẻ để cho mọi người thật nhiều người biết để họ ứng dụng cho cuộc sống tốt hơn. Và nếu như mà ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin đăng ký kênh bên dưới để đón chờ những cái tử vi của tuổi bạn bè, anh chị em cũng như con cái trong gia đình của mình cho năm 2018. Video đến đây thì đã hết. Cảm ơn mọi người đã chú tâm theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.